Tôi có nhiều sự chậm lùi trong mục vụ công việc nhà Chúa. Tôi đã phải chịu nhiều đau đớn trong công việc nhà Chúa. Và đến nỗi hôm nay, tôi không thể mơ ước một gia đình. Anh đang nói về công việc nhà Chúa như thể là công việc kinh doanh. Chúng ta có sự chậm tiến trong doanh nghiệp, nhưng chúng ta không có chậm tiến trong mục vụ nhà Chúa. Doanh nghiệp thì chúng ta mới có sự chậm lùi. Doanh nghiệp thì đòi hỏi phải có đầu tư, tiền bạc, vay mượn. 99% kinh doanh là về bản chất tự nhiên con người, quản lý theo ý con người. Nhưng về mục vụ, nếu nó là sự kêu gọi của Chúa Trời, anh được kêu gọi vào công việc gì? Công việc tài chánh à? No, sir. Không, thưa Ngài. Là công việc giành lại linh hồn. Và nếu công việc này được kêu gọi, được lập bởi Chúa Trời, thì sẽ không có sự thụt lùi. Nếu có sự chậm lùi, thì sự thăng lên, thăng tiến càng lớn. Nếu như có sự chậm lùi, tôi đã chịu nhiều đau đớn. Chúng ta cần đến với nhau và hỏi Chúa Trời, anh có thật sự được tấn phong bởi Chúa Trời không? Nếu Chúa Trời nói yes, thì chúng ta mới hỏi Chúa tại sao những việc này xảy ra. Bởi vì bây giờ nó trông rất lạ đối với tôi. Có thể anh chỉ đang mặc trang phục ngụy trang. Anh không phải là lính, nhưng anh bận quân phục đồ lính. Nên tôi muốn gặp anh ấy sao? Cảm ơn. Anh là bạn của tôi. Cảm ơn. Làm thế nào tôi biết sự kêu gọi của Chúa Trời là gì? Bạn có phải là thợ mộc không? Bất kỳ điều gì Ngài chấp thuận bạn làm qua Ngài, thì đó là sự kêu gọi của bạn. Người ta tự hỏi rằng, sự kêu gọi của Chúa Trời cho tôi là gì? Tại sao điều này xảy ra, điều kia xảy ra cho tôi? Tại sao tôi không được thịnh vượng? Khi bạn làm điều gì đó qua Đức Chúa Trời, thì Chúa Trời sẽ tiếp tục thêm sức mạnh và khích lệ bạn qua những thử thách của mình. Hãy để ý điều này. Nếu Chúa Trời cho phép tôi mang vật này qua sức của Ngài, thì Ngài sẽ tiếp tục động viên sức mạnh và khích lệ qua những thử thách của tôi. Thử thách của tôi có thể là điều này, điều kia, điều này, điều kia. Hallelujah. Tôi có phải là luật sư không? Nếu đó là sự kêu gọi, thì tại sao tôi gặp nhiều quá? Nhiều vấn đề quá. Tôi có phải là bác sĩ không? Nếu đó là sự kêu gọi của tôi làm bác sĩ, thì tại sao tôi lại gặp nhiều vấn đề quá? Chúng ta hãy đọc trong sách Thi Thiên, đoạn 119, câu 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Câu này có nghĩa rằng, bước đầu tiên để biết sự kêu gọi của mình đó là đi tìm kiếm, biết Chúa Trời nhiều hơn. Bằng cách đọc lời Chúa, khi Chúa Trời nói chuyện với bạn qua lời của Ngài, bởi Thánh Linh của Ngài, thì bạn sẽ biết Ngài muốn bạn làm gì và muốn bạn đi đâu. Hãy lật qua sách Roma, đoạn 12, câu 2. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí để thử nghiệm cho biết ý muốn tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời là gì. Khi bạn để Chúa Trời biến đổi bạn bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, thì Ngài sẽ thực sự bắt đầu chỉ bảo bạn có đường lối mình phải đi. Không chỉ bạn phải trở thành mục sư qua lời của Chúa Trời, nhưng còn phải bởi Chúa Thánh Linh nữa. Lời của Ngài sẽ đổi mới tâm trí chúng ta, và Thánh Linh của Ngài sẽ làm mới sức mạnh chúng ta. Bạn có thể giảng đạo Chúa Trời là cái này, cái kia, cái này, cái kia. Bạn có thể có kiến thức kinh thánh trọn vẹn từ sách Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Nhưng điều đó không có nghĩa không thể làm bạn trở nên con cái Chúa. Bây giờ bạn thấy năng đề của mình chưa? Không chỉ bạn cần lời Chúa Trời để được tái sanh lại, nhưng bạn cũng cần Thánh Linh của Chúa Trời nữa. Tại sao?
Bởi vì lời Chúa Trời là dụng cụ trong tay của Chúa Thánh Linh. Khi mà sự yếu đuối của bạn trở thành một dụng cụ để kéo bạn gần Chúa Trời nhiều hơn, để cầu nguyện nhiều hơn, kiêng ăn nhiều hơn, thì nó không còn là sự yếu đuối mà là phước hạnh. Trong danh quyền năng Jesus Christ, ngươi là ai? Đến đây. Ngươi là ai? Nói ra. Ta là vua trên đất này. Ta là vua. Vua ở đâu? Của sông nước. Ngươi có bao nhiêu tà lực? Có ba tà lực. Một cái đến từ nước, một cái đến từ rừng, và một cái đến từ núi đồi. Ngươi đã làm gì anh ấy? Ta muốn nó phục vụ ta, nhưng nó từ chối. Dòng dõi cha ông nó đã phục vụ ta, và ta đã chọn hắn phục vụ ta. Nó sẽ không tiến triển. Ngươi sử dụng tà lực như thế nào? Ta sử dụng tà lực để làm tình với phụ nữ. Trong danh quyền năng Giê-xu, hãy đi ra. Đi ra khỏi nấy. Trong danh Giê-xu, bạn được tự do. Tôi là mục sư tiên tri Wisdom Chamber. Tên nhà thờ là Ăn Điển Cho Mỗi Nước. Người phụ nữ kế bên tôi là vợ tôi. Nang đề dẫn tôi đến hỏi Thánh Scon đó là tắc nghẽn tử cung của vợ tôi. Khi người thông thái Harry đến với tôi và vợ tôi đang đứng sắp hàng để chờ cầu nguyện. Ông ấy đặt tay trên vợ tôi và vợ tôi ngã xuống và bắt đầu la lối. Tôi nhìn vợ tôi và tự hỏi chuyện gì xảy ra với vợ tôi ở chỗ đó. Tôi vừa la vừa nhìn cô ấy và sau đó nhà thông thái nói hãy nhận lấy riêng của mình. Và khi nhà thông thái đặt tay trên tôi thì lửa lên trên tôi. Và khi mắt tôi được mở ra và nhìn thấy không phải nhà thông thái đang đứng trước mặt tôi nữa, nhưng tôi thấy Chúa Jesus Christ. Và trong quá trình như vậy, tôi đã ngã xuống. Và tà linh bên trong tôi bắt đầu lộ ra và xưng nhận. Sau đó, vợ tôi bắt đầu kể cho tôi biết tôi đã nói những gì. Vợ tôi hỏi tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy. Tôi ngạc nhiên những gì, những việc mà tà linh bên trong tôi nói ra. Bởi vì trong mục vụ tôi là mục sư chính, là chủ nhiệm của nhà thờ. Tôi đã làm mục vụ này đã được 5 năm rồi. Trong mục vụ giải cứu và chữa lành, Chúa Trời đã sử dụng tôi trong mục vụ đó. Tôi đã đuổi quỷ và chữa lành người ta. Và những người đó xác nhận mình đã được giải cứu. Nhưng làm thế nào tà linh có thể nói chuyện từ bên trong tôi được? Tôi vô cùng bối rối suốt ngày đó. Và vợ tôi hỏi tôi có còn nhớ những gì mình đã từng chiêm bao không? Tôi từng nằm mơ thấy mình trở thành thống đốc của một tiểu bang. Ok, để tôi đi từng bước một. Anh nói rằng mình cầu nguyện cho người ta và người ta đã được giải cứu. Hãy nhớ rằng Chúa Trời toàn năng thường dùng những vật dạy dỗ, ngay cả đem đến sự giải cứu. Hãy nhớ Chúa Trời đã dùng hồ nước Bethesda là một hồ nước rất là dơ bẩn. Và bạn còn nhớ người kỹ nữ mà đã gặp Chúa chúng ta, Jesus Christ, trên đường đi không? Này người anh em, điều mà tôi muốn nói là anh đã từng cầu nguyện cho người này, người kia. Này, các bạn có biết điều gì xác nhận cho chúng ta biết không? Nó không phải là vấn đề cầu nguyện cho người ta và người ta được lành là điều xác nhận, chứng thực bạn. Nhưng mà là sự đều đặng trước sau như một, nó mới chứng thực bạn là người hầu việc Đức Chúa Trời. Sự đều đặng đồng đều của nó trước sau như một, không thay đổi. Chỉ có những ai tiếp tục trong lời của Đấng Christ, ở trong lời của Đấng Christ, thì mới thật sự được chấp nhận là môn đệ của Ngài. Hãy cố gắng hiểu ý tôi muốn nói gì. Sự đều đặn chính là Đức Chúa Trời
Bạn không nhớ Chúa Trời đã nói rằng Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Bạn có bao giờ đọc ở đâu nói rằng Chúa Giêsu ngày hôm qua và ngày mai thì khác nhau không? Ý nghĩa hôm qua, ngày nay và đời đời có phải là sự điều đẳng không thay đổi không? Đó là điều tôi muốn nói. Đó là sự điều đẳng, đó là bằng cớ, là bằng chứng thẩm quyền. Nếu bạn không giống như hôm qua, ngày nay và đời đời trong công việc mình làm, thì bạn không được kêu gọi để làm việc đó. Bạn không phải là người được sức giàu. Khi bạn được sức giàu để làm một công việc, thì bạn sẽ giống như hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Không cần biết chướng ngại vật là gì, không cần biết bạn đối diện với nan đề gì, đã là đầy tớ Đức Chúa Trời, thì ân điển của Chúa Trời là đầy đủ cho chúng ta. Khi gánh nặng núi đời đến và dường như quá lớn đối với bạn, và bạn là đầy tớ của Chúa Trời, thì ân điển của Chúa Trời đầy đủ cho bạn rồi. Nhưng nếu bạn chưa được kêu gọi làm đầy tớ, nhưng bạn chỉ được gọi để làm công việc, đến đây, hãy đem cái này cho anh em đằng kia. Và nếu tôi không gọi bạn một lần nữa, thì bạn có còn là kẻ sai vặt của tôi không? Bạn có phải là đầy tớ, vẫn còn là đầy tớ của tôi không? Dạ không, chuyện là như vậy đó. Hãy đem cái này cho bà madam kia. Ok, bây giờ lần nữa, hãy đem cái đó đưa cho chú kia. Ok, một lần nữa hãy lấy đầu của bà này đưa cho cái ông đằng kia. Ok, tiếp tục. Lấy đầu của chú này đưa cho người đằng kia. Bởi thẩm quyền nào mà anh ấy đang làm công việc này? Vâng, anh ấy là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn hiểu rồi, cho tôi xem tay của các bạn. Đầu tiên, tôi chỉ sai anh có một lần, và sau đó tôi lìa khỏi anh. Nhưng đối với đầy tớ kia, thì tôi sai anh ấy và vẫn tiếp tục sai anh ấy. Anh ấy dưới sự giám sát của tôi, vì anh ấy là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Vậy nên bất kỳ ai cũng được sai để giao một vật gì đó. Hãy đem quyển sách này và đưa cho ông cha đằng kia. Bất kỳ người nào cũng có thể sai chỉ làm một công việc như vậy. Bất kỳ người nào. Anh có còn là đầy tớ của tôi không? Dạ không. Chỉ vậy thôi. Nhưng nếu tôi tiếp tục sai bạn, thì đó là sự điều đặng trước sau không một mà tôi đã nói. Và ngay cả khi khó khăn đến, tôi cũng sẽ không bỏ bạn một mình bởi vì bạn là đầy tớ của tôi. Yes, sir. Hãy lấy cái đó và cố đi ngang qua vật cản trở này, cái máy. Và tôi là Chúa, tôi sai bạn. Phải không? Vậy thì... Amen. Điều gì làm bạn thành đầy tớ Chúa Trời? Là một đầy tớ của Chúa Trời. Bạn hãy tiếp tục đẩy chướng ngại vật này đi. Là một đầy tớ của Chúa Trời, bạn không bỏ cuộc. Nhưng nếu không phải thì bạn sẽ bỏ cuộc. Đầy tớ Chúa Trời có sự chú tâm. Chúa Trời sẽ cho phép bạn tiếp tục sự cố gắng đó để nhìn thấy sự điều đặng trước sau như một. Vâng, sau khi nhìn thấy sự kiên định, Ngài sẽ đẩy nó đi qua. Amen. Nhưng nếu bạn không phải là đầy tớ, thì nơi này bạn sẽ kết thúc. Bạn sẽ chấm dứt tại nơi đây. Và bây giờ tại nơi đây bạn bắt đầu tự hỏi, tôi đã cầu nguyện nhiều, chẳng lẽ tôi không phải là đầy tớ Chúa Trời sao? Tại sao những chuyện này lại xảy ra cho tôi? Ôi, ôi. Nhưng là đầy tớ của Chúa Trời, bạn sẽ tiếp tục cầu nguyện nhiều hơn, kiêng ăn nhiều hơn, ngợi khen Chúa Trời nhiều hơn. Amen. Bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Rằng nếu có ai đó ban phước cho bạn, đặt tay trên bạn, chữa lành bạn, thì thật là quá sớm lập luận rằng họ là đầy tớ của Chúa Trời. Bạn có biết bao nhiêu người mình đã từng sai vặt trước kia không?
Nhiều người trong bọn họ ngày hôm nay có vẫn còn là đầy tớ của bạn không? Dạ không. Trong khi đó bạn vẫn có một số người đi theo bạn một cách điều đặn. Sự điều đặn không thay đổi những gì mình đang làm, chứng minh sự chính thực những gì mình đang làm. Sự điều đặn những gì mình đang làm xác nhận sự chính thực lời kêu gọi của bạn. Sự kêu gọi của bạn. Xin cảm ơn anh em. Cảm ơn. Bài học đơn giản của chúng ta hôm nay là ông T.B. Joshua có thể đến gặp bạn và nói rằng trong danh Giê-xu hãy được lành. Có thể bạn sẽ được lành, nhưng thật quá sớm mà nói rằng tôi là đầy tớ của Chúa Trời. Bởi vì Chúa Trời có thể sai bất cứ người nào làm việc đó, nhưng không phải ai vẫn tiếp tục duy trì điều đặn làm công việc ấy. Nhưng bất kỳ người nào cũng có thể được sai để làm công việc đó. Sự điều đặn không thay đổi là chính bản thể Chúa Trời. Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu ngày hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Vậy tôi nghĩ tôi đã trả lời cho người anh em của chúng ta rồi. Amen. Giờ tiên tri, anh có sự kêu gọi làm nhà truyền đạo, nhưng thời điểm anh chưa đến. Ngày Chủ nhật 17 tây tháng 12 năm 2017, Mục sư T.B. Joshua. Madam, bà có khỏe không? Khỏe. Có một con rắn. Con rắn này nằm ở trong dòng dõi tổ tiên của cô. Mẹ của tôi đã thờ cúng nó. Đó là điều tôi đã nhìn thấy. Có một sự khổ hạnh trong gia đình của cô. Mẹ của cô đã thừa kế điều đó bên dòng dõi của cô ấy. Dạ đúng. Bà ngoại của tôi đã thờ phượng người cá đó trong bộ lạc của tôi. Khi mẹ tôi còn sống, chúng tôi còn nhỏ, thường hay ăn những đồ cúng mà mẹ tôi đã nấu. Nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu đi nhà thờ. Nhưng nan đề đó vẫn xảy ra trong gia đình chúng tôi. Cứ 2 năm chúng tôi phải kết hôn và chôn cất. Đừng lo lắng, điều đó đã ảnh hưởng hết tất cả những người nữ trong gia đình. Tôi có dắt đứa con trai tôi đi theo đây, bởi vì trong giấc mơ ông đã biểu chúng tôi làm vậy. Trong giấc mơ đừng lo lắng. Hãy đi ra đây. Có một vật trong người của cô. Madam, hãy chuẩn bị cho lời làm chứng. Cảm ơn Giê-xu. Một trong những đứa con gái của cô, đứa lớn hay đứa nhỏ? Đứa lớn. Yes, sir. Cô ấy bị trầm cảm. Yes, sir. Đông, đừng lo lắng. Tôi sẽ gặp cô lại sau. Có một vật trong người của cô. Và cô đừng để điều này dẫn đến sự giải phẫu. Yes, sir. Bởi vì mỗi lần cô ăn, chỉ ăn một chút xíu vì cô rất no. Dạ, đúng. Và điều kỳ khôi là khi cô đi cầu, có vật gì đó đi ra. Dạ, đúng. Và điều đó đã khiến cô bị cô lập. Đó là điều tôi đã nói. Điều đó khiến cô không thể có thai. Dạ, đúng. Nhưng lần này cô sẽ có thai và đó là một đứa bé trai. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Vợ của anh đâu? Tôi rất vui khi thấy hai người ngồi ở bên cạnh nhau. Bởi vì điều này không xảy ra khi hai người ở nhà. Đó là điều sự thật. Dạ đúng. Đó là một dấu hiệu tốt. Bây giờ tôi không thấy hai người ngồi chung với nhau ở nhà. Hai người luôn có tranh cãi. Và thậm chí cô... Dạ đúng. Nói gì? Tôi nói rằng trước tháng giêng này hai chúng tôi sẽ ly thân. By January, two of you want to separate.
Tôi sẽ gặp hai anh chị sau. Bởi vì sự hư hại đã đi quá xa. Bởi vì gia đình của anh đòi anh phải lấy vợ khác. Dạ đúng. Chúng tôi đã lấy nhau 9 năm rồi mà không có con. Không, điều đó không phải là nan đề. Ok. Te ha dado la profecía de un matrimonio con problemas. Ellos se quieren separar, están en búsqueda de ayuda. Espectador, manténgase conectado. Un momento de profecía por el profeta TV Joshua. Baba, hãy bước ra đây. Baba, come. Có một linh người chết. Có một linh người chết mà đi vòng vòng ở trong gia đình. Và điều này khiến anh cô đơn. Và có những lời nói xúc phạm lỏng ngôn. Những lời nói dối, bắt tội, vu khống. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau, ok? Và người ta gọi ông bằng đủ thứ tên. Dạ, phải. Phù thủy, thực sĩ này nọ. Ông không phải là phù thủy, người ta chỉ sử dụng hình dáng của ông mà thôi. By the end of this year, they will remove me from the workshop which are open for everybody to stay. Anh ấy nói rằng người ta sẽ đuổi anh ấy ra khỏi cơ xưởng nơi anh ấy đang ở và ngày tận thế của anh đã gần đến. Không, ngày của anh không có tận đâu. Ok, đừng lo lắng. Cô khỏe không? Chồng của cô đâu? Bởi vì tôi thấy linh người chết. Cô phải cầu nguyện chống lại những điều này. Dạ. Và tà linh người chết này hành hạ cô. Và thậm chí có làn tóc của cô bị cắt ở trong giấc mơ. Đến đây. Estamos en momento de profecía junto al profeta TV Joshua. Cô có nan đề về kinh nguyệt. You have challenges with your menstruation. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hãy đặt tay ngay bụng. Put your hand up. L'homme dit à cette femme qu'elle a des problèmes avec ses menstruations. Người anh em có khỏe không? Đây là một nhà truyền đạo. Nhưng thời điểm của anh chưa đến. Tôi thấy anh có nhiều điều bận rộn, nhưng không có cần thiết. Anh cần phải sẵn sàng vì Chúa chờ muốn kêu gọi anh. Là một nhà truyền giáo, tôi thấy điều này xảy ra ở nước ngoài. Nhưng hiện tại, anh gặp rất nhiều nan đề. Yes, sir. Đó là định mệnh của anh. Hiện tại tôi thấy anh có hai giấy thông hành. Dạ. Tôi sẽ gặp lại anh. Có một việc liên hệ đến tòa án. Dạ phải. Tôi sẽ gặp anh lại sau, ok? Khỏe không? Con gái của bà ở đâu?
có nan đề về đất đai, anh cần phải bỏ đất đai này đi. Bởi vì có quá nhiều nan đề trong vấn đề này. Đừng để điều này trở thành vướng mắc giữa anh và tương lai của anh. Và điều thứ hai, anh cần phải nói xin lỗi với cô này. Có một người nữ mà anh đã gây đau đớn. Yes, sir. Và bây giờ anh đã nhận thức ra điều đó. Dạ phải. Dạ phải, dạ phải. Điều đó rất đúng, rất đúng. Tôi sẽ gặp lại anh sau. Đứa trẻ mà đang sống cùng cô cần phải nhận nó làm con nuôi. Yes, sir. Nó đã đang sống trong gia đình con. Yes, sir. Khỏe không? Sổ thông hành của anh đâu? Có một hồ sơ giấy tờ mà anh đang tìm kiếm. Dạ. Yes, sir. Khỏe không? Anh cần phải bỏ tất cả những gì liên hệ đến thầy bùa, thầy tâm linh. Vì anh không thể vừa hầu việc Đức Chúa Giêsu và rồi vừa hầu việc những thần linh khác. Anh cần phải bỏ đi tất cả những điều đó. Yes, sir. Bởi vì tôi thấy một phần của anh còn thuộc về người thầy bùa này, thầy chú, thầy tâm linh. Anh cần phải được giải cứu, ok. Và điều thứ hai, có một người nữ lùn, da hơi sáng. Chuyện điều gì đã xảy ra với cô ấy? Không phải là bùa chúa. Cô ấy không phải là thầy bùa phù thủy. Anh khỏe không?